Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp. Cái bộ phong ấn á, mình nghĩ là đem qua đây chơi thì nó không sẽ không hiệu quả lắm khi đấu với Maurice các bạn. Cho nên là mình nghĩ là bên đây mình vẫn sẽ chơi bộ này đi. Còn từ để mình nghiên cứu coi phong ấn bên này thì chắc phải thêm một số lá nữa. Thật ra nó có vài lá bên này nó khá là ngon á, chứ không phải không. Nhưng mà có một điều là muốn dùng thì có vẻ như hơi khó. Tại cách chơi của Maurice nó khác với Zoe, nó nguy hiểm hơn so với đấu với Zoe nhiều. Rồi ok, chưa biết ảnh chơi cái gì nhưng mà con đều lại giờ chúng ta phá bài ảnh trước cái đó. Mình đã mong là ảnh tấn công nhưng mà giờ ảnh thủ thì mình phải công. No. Thôi là con này. Rồi no luôn. Con này thì mình tự biết là nó sẽ tự nó kích cái phát lên rồi, không nói làm gì. Con này nó thủ nó 4 sao nha các bạn. Rồi trời ơi, ra hai con này cùng lúc rồi trời ơi. Rồi thôi kệ nó không sao. Chơi luôn. No 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 no. Ở đô thị nó khổ vậy đó các bạn, ở ngay cái đường lớn nhiều lúc nó chạy nó nẹt bô cái muốn giật mình luôn rồi. Thì thôi nói chung là ta đường ta chạy o chạy vô chợ rẫy ai lo biết liền. Cái đây là nó vô chợ rẫy mình nó không đáng nói, nó vô chợ rẫy mà nó kéo người khác đi chung với nó mới thành vấn đề các bạn. Rồi ok, chúng ta có thủy độ rồi các bạn. Trời ơi, bộ bài gì chơi mà hai bên cùng thủ vậy trời. Gì đây? À, đeo y chuyền vô luôn hả? Kinh dữ vậy sao? Gì nữa? Đeo mặt nạ vô luôn. Hay đấy, nhưng mà em có tứ tinh ngục tù nè anh. Rồi xong. Con nào 4 sao trở lên con đó không được bắn. Đeo vô rồi mỗi lượt mất ngàn máu thôi, hoặc là bỏ cái mặt nạ này. Đây, rồi ta lại phòng thủ. Mình chưa rõ ảnh đang chơi bộ nào nha, tại lần đầu tiên mình thấy ảnh chơi mà ảnh thủ kiểu này á. Trời, dữ quyết dữ kìa, chắc là đang đợi thời cơ để phá lá này của mình. Rồi, để gọi thêm con nữa ra. Không biết là ảnh đang chơi bộ nào nha. Rồi. A hô cái gì có effect được đâu, gom khổ không anh. Nãy giờ cứ tưởng ổng chơi cái lá gì. À rồi tính gọi thần ra ra đây mà. Thật ra giờ ảnh gọi một trong ba con thôi. Một là thần ra, hai là cái con ngồi cái điện, ba là cái con quỷ 2004. Con nào thì cũng vậy thôi. Tại giờ có bắn được đâu, cái lá này nó còn dướng đây là ảnh bó tay với mình luôn. Rồi ok. Rồi xong. Thật ra bây giờ nếu mà ảnh muốn bắn là ảnh phải dùng trái cà hay là dùng... À không, trái cà bắn cũng không được thì phải. Muốn bắn là phải dùng mấy con nào mà 3 sao á, ảnh có mấy con 3 sao cơ. Kiểu này chắc ảnh hết máu quá. Rồi xong, mình thấy dáng này là mình lại chơi theo kiểu là đợi đối phương còn ngàn máu mình lật kèo nè. Rồi ok, có bách niên thiên nhãn ở đây luôn, ngon rồi. Chơi mà thủ kiểu này là ở Việt Nam mình dễ bị chửi lắm á. Người Việt Nam mình không có thích chơi kiểu thủ này dù là game vàng trận hay game gì. Chơi với ai thì không nói mà chơi với người khác mà là thủ thủ dàn trận mà thủ kiểu này là ăn chửi chắc luôn. Thậm chí là có thể bị tẩy chay. Chơi mà ngày xưa mà nếu các bạn có ra tiệm net cỏ chơi á thì các bạn sẽ biết cái tình trạng này. Ở Việt Nam mình nó có những cái luật bất hành văn vui lắm. Cái chuyện này mình kể nhiều rồi mà lại có nhiều bạn mới đến kênh của mình cho nên là có thể chưa được nghe, cho nên là mình kể chơi. Nghĩa là mình thì không đồng tình với quan điểm đó đâu. Mình thì quan điểm tự do, ai muốn chơi sao chơi. Nhưng mà một khi chơi chung thì đúng là nên có những cái giao ước với nhau trước. Tất nhiên là nếu không giao thì không được bắt bẻ người ta. Giao thì phải... Nhưng mà nếu giao rồi mà làm sai thì đúng là đáng lên án thật. Và đó cũng lý do tại sao mà mình thích chơi mình hơn. Tại có nhiều đứa nó chơi nó không có giao ước cái gì hết trơn á. Nhưng mà nó, mình chơi không đúng ý nó chửi à. Nói chung là trên không gian thì đôi lúc là trẻ trâu nó nhiều các bạn đúng không. Nói chung là thôi, thành ra thôi tốt nhất là chơi mình. Chơi với người khác dễ mất luôn tình bạn lắm. Rồi, ok.
À đây rồi, con rồng. Có bạn hỏi tại sao mình không đem con rồng tung xổ số vô. Thì nói thiệt với các bạn chứ mình không ưa mấy con chơi xổ số các bạn. Con đó nó xổ số trúng thì nó lên 4.000, mà xổ số hụt á là nó còn có 1.000. Rồi từ từ, nó không cần vội. Cảm giác mà bị cái lá này nó khóa tức gì đâu luôn á các bạn. Cái đó mình nói thiệt, hồi đó mình chơi xuôi mình cứ bị lá này nó khóa nè, rất tức luôn á. Nhưng mà tức cái cỡ nào thì cũng phải chịu. Rồi ok. Giá này không biết ảnh cảm thấy thế nào luôn, chứ mình thì thấy mình, nếu mình là ảnh mình sẽ rất là wow á. Rồi ok, mình lại qua lượt thầy luôn các bạn. Rồi bây giờ ảnh ra một lá thôi, là mình ảnh chỉ cần bỏ một lá xuống là mình lật thủy độn lên liền. Rồi ok, thủy độn, thủy long đạn. No. Chưa. Rồi, no. Rồi để coi nào, lấy con sâu ra đi. Ok, lấy cái bình ra dự phòng luôn, để phòng ảnh phá được cái kèo của mình thì mình có cơ may. Rồi 500 thì không đáng. Cái gì đây? À rồi ok, cũng lợi hại, gọi thằng ra sống dậy. Không sao, chuyện nhỏ. Rồi ok. Mình biết ngay là mình chưa chơi được lâu, ảnh còn có chiêu mà. Để coi cho cái bình này nó xuống một cái. Lá này quăng ra chắc đảm bảo có kháng phép. Có không? À, không có hả? Có thôi, làm gì đâu căng. À, sau đó dở lá này lên cho đỡ cuộc đời nó đỡ buồn không ạ. Đôi lúc là phải dở lên xíu cho cuộc đời nó đỡ buồn. Đấy. Rồi bắn đi anh. Bữa nay mình đang buồn chút xíu, cho nên là mình muốn cho pháo hoa nó nổ gian trời cho nó vui vẻ mà. Còn tại sao mình buồn thì nói chung là các bạn cứ hiểu đơn giản đó là do vấn đề tiếng ồn nha. Như là sống ở đô thị phải chịu thôi. Từ trong ra đến ngoài chỗ nào cũng có tiếng ồn. Vừa mới nhắc nó lại tới nữa rồi đó. Nói chung là cuối tuần anh em đi lướt gió hơi bị nhiều. Thôi trách ai được bây giờ. Rồi ok. Ok. Ồ cái thủ giáp. Rồi 350 mà có nhiều đâu. Đây. Ok special summon. Thì mình lấy con này ra cho vui nhà dưới cửa. Rồi trát nhiều đấy ông anh ạ. Cái gì đây, báo quan tài. Rồi ok, con rồng này quăng nó ra thử coi nó như thế nào. Rồi ok, có phải như 3 lượt nó mới mạnh lên lại các bạn. Vậy trong thời gian đó là phải cho tặng nó cái rìu này rồi. Mặc dù con rồng này nó dùng cái rìu này như thế nào thì mình cũng không có biết, nhưng mà thôi mình cũng chả thèm cương. Rồi ok, vậy xác định là con rồng này phải nó ra trong cái bối cảnh là mình phải đợi nó 3 lượt để nó mạnh lên nha. Rồng này là rồng đang lớn, rồng dị thì các bạn, tạm gọi nó là con rồng dị thì đi. Trận này Maric thua cay lắm á, tại vì thật sự là từ đãi giờ là mình chả lấy của ảnh bao nhiêu máu cả, ảnh tự trừ máu ảnh không á, tốn cái mặt nào 7.000 máu mà không có làm được cái gì hết trơn á. Nói chung là nuôi mấy cái, dùng mấy cái lá đó nó rất là củ chuối các bạn. Thà dùng cái mặt nạ đó, chẳng thà mình xài cái rìu giống như mình thấy còn có lý hơn á. Nhưng mà thôi anh Maric, anh đôi khi anh ngáo rồi thôi mình phải chịu. Có bạn thì họ nói với mình là chưa bao giờ thấy Maric mà dùng cái lá báo hoàng tài mà thắng được. Thật ra thì anh thắng mình bằng cái lá báo hoàng tài mấy lần rồi, cái đó nằm trong danh sách phát. Các bạn cứ bấm lại kiếm những cái clip đó coi.
mình đảm bảo là có, tại mình cũng thua vậy mấy lần rồi mà hồi clip nào thì không nhớ, tại giờ mình ghi theo ngày không à. Rồi ok ok, chà lắm dữ ta. À, em đang buồn thôi, em xách cái chổi em quét một cái cho nó sạch sẽ môi trường nhá, đừng giận em tội nghiệp. Ồ, có lá này luôn. Và đây chính là lý do tại sao cái lá huyết hoa của phong bạo qua bản này nó bị chuyển sang trạng thái này nè các bạn. Rồi, ok. Biết anh lợi hại rồi. Rồi ok, tại ảnh đang vô hiện hóa lá này của mình thì qua lượt sau nó cũng tự kích hoạt lại đâu. Cho nên là mình phải chấp nhận là mất cái lá này thôi. Ok, ảnh phá được cái lá này của mình coi khá là thành công đó chứ đùa đó. Rồi, giữ hay để? Anh này thì thường ảnh bỏ. À, giữ hả? Rồi ok, giữ, cảm ơn anh em, mình khoan sẽ phép. Rồi, chấp nhận mất luôn, không sao. Rồi ok, chuyện nhỏ. Mình dám chơi cái đó là tại mình còn con chờ mình còn quá nhiều. Con này nó xong nhiệm vụ của nó rồi, chả trách. Rồi. Rồi, ok, cho anh bắn mấy phát đi cho anh đỡ buồn rồi mình lấy con ra. Rồi mình lấy cái bình ra mình chơi cho nó vui nhà vui cửa. Sáu rồi thôi cũng chả nhiêu. Ảnh úp ráp xuống hơi bị nhiều nhưng mà cũng không phải là vấn đề gì lớn. Rồi bắt đầu báo quan tài nữa đó. Rồi thôi ok, anh thích bán thì đó là chuyện của anh. Rồi để xem nào, ra bài gì. Ồ, một cái máy khoan. Rồi kiểu này là ảnh xui. Ảnh 900 mình 300. Tự bóp ngược rồi anh. Rồi sợi dây chuyền, cái chổi, cái lá rút ba lá bỏ hai lá, cái mặt nạ, con giam, rồi ba cái kiếm. Muốn xài con rồng đó chắc phải xài ba cái kiếm thì trấn quá. Ê, 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 ra bài gì chết tôi. À đúng rồi, vậy mới được. Rồi vậy mới tốn 900, mình 300, có cái gì đâu mà not bad, thường thôi anh. Rồi xin nhẹ em 500 nữa, vậy là giờ em đang dẫn trước ha. Rồi ok anh. Ôi trời ơi, nó ra con rồng tự tử rồi, nhưng mà từ từ đã. Không vội các bạn. Tính ra con rồng vậy thì nó còn tệ hơn con rồng số số. Con rồng số số ra với nó còn được sát thương mức 2000. Rồi ok, cũng không lỗ lắm. Ta lại nên dỡ cái lá này lên trước mà thôi cũng không sao. Cái gì đây? Rồi rút ba lá bỏ hai lá. 600. Đang có lá này mà xài lá đó là hơi bị ngu đấy. 900. Nó vừa thêm 300 nữa thành 900 đó mà. Ây chà, đeo vô luôn. Ghê quá vậy. Con giam thì lợi hại đấy. Rồi mình 300 không sao, chuyện nhỏ. Special summon. Gọi con tiếp tục gọi con chuột của mình ra. Làm gì nhau. Rồi ok. À có trap à. Rồi ok. Lá này. Lá này. Lá này. Phong ấn. Phong ấn. Phong ấn. Trời ơi, một phát lấy ba con đó đi mất luôn thì ảnh chắc là khóc ra mấy chục thứ tiếng. Rồi ok, mượn tạm con này xài đỡ. Rồi rồng tự tử đâu. À tất nhiên là phải dùng rồi. Rồi để coi một ván được ăn cả ngã về không. Bắn không có lá chống công là ảnh dở rồi.
Rồi xong. Một phát đi luôn. Rồi xong, mình thắng các bạn. Ây da trời ơi. Ủa con gì này, hình như con này đi tô. À con này là effect các bạn, nó là Sway Summon công 3 ngà. Thủ 2.5. Ủa thấy nó khác gì đồng trắng mắt xanh đâu ta. À chắc nó có thêm effect. Rồi ok, nói chung là một con độc cô cầu bại hay kiếm sĩ gì gì đó. Như là hoàng kim chiến sĩ hay gì đó mình chả biết. Rồi các bạn đợi mình tí nha. Lá huyết hoa của phong bạo này chơi vui chứ. Rồi đây vừa vô để cái lá này xuống, để cái lá này xuống và để cái lá này xuống. Huyết hoa của phong bạo rồi để sao? Không gấp. Rồi chơi đi anh. Rồi một con chiên kéo máu người khác. Không thể để nó sống được các bạn. Nó sống mỗi lượt ngàn máu nhiều lắm. Cho Kamayoko bay ngay. Rồi, cũng lợi hại đấy. Rồi, có lá này ở đây là ngon cơm rồi. Quăng thẳng ra luôn. Dở lên cho ảnh giật mình chơi. Xin nhẹ 5 lá các anh ơi. À, bộ giật bài, bộ giật bài. Ha ha ha. Rồi, rồi, ok, ảnh với mình tương tự lớn gặp nhau các bạn. Rồi vậy anh em mình giao trước nha. Giờ con nào 3 sao trở xuống mới được bắn, 4 sao trở lên không được bắn. No. Rồi. Ok. Ổng giữ đúng giao ước ghê luôn á. Con ngàn. Rồi. À có cái lá này ở đây để đề phòng luôn à, ngon cơm đấy. Rồi chơi. Hơi buồn nhưng mà không sao. Tại anh sẽ được rút một con nữa. Khả năng cao là anh rút con Hannibal, mình biết mà. Nhưng mà con này 4 sao thì anh sẽ không bắn được mình. Rồi, ok, vô tiếp. Chà, hồi sinh chi thuật luôn. Chà, gọi con này sống dậy. À, ai cho? Rồi, ok. Con này là khả năng cao, nó là con Hannibal rồi. Rồi, ok. Lật qua không đánh. Nó có là con gì thì cũng khá là nguy hiểm đối với mình. Đợi thằng ra ra cái mình cho thằng ra xuống hố luôn cho vui. Bây giờ là con này à. Rồi không sao, mình với ảnh với con như hòa. Mỗi bên con. Có điều là nãy mình chủ động mình bắn thì con này mình loại được luôn. Không phải gặp nó lần nữa. Rồi con này là con rút ba lá. Phép bỏ xuống, cháp cầm lên. Thấy chưa? Rồi thôi kệ, mình lỗ một lá đi. Rồi ok. Con này cứ nằm đó. Rồi ok, bắn một phát. Sao bài mình nhiều hơn bài ảnh. Rồi. Cầm. Cầm. Bỏ xuống, rồi lỗ một lá. Không
sao, coi như mình cho anh thành công xíu chứ không rút ba lá mình được cầm lên hết thì khác gì anh giúp mình đâu. Ây à, lợi hại dữ vậy sao. Thật ra giờ mình phá cái lá này không cũng vậy à, nhưng mà kệ nó, phá cho vui nhà vui cửa đó mà. No. Rồi, ok. Rồi. Chả biết con nào là con nào, cứ bắn thử dò chơi cho vui. À, con này là con Hannibal ha. Rồi. Con này là con chi? À, là con hồi sinh. Rồi, thế thì cảm ơn em lấy con sâu lên em kéo của anh cho lẹ. Rồi, xong, quá lửa có cái gì đâu. Rồi, đừng có nghĩ em sẽ cho anh cộng máu dễ như vậy. Chiếc nhẫn của sự hủy diệt đâu. Chơi. Rồi, ok, 1900, đẹp. Trời, không dám dở con này lên rồi các bạn. Rồi, anh không dở, mình dở có cái gì đâu. Dừng được thật ra của ảnh luôn. Rồi, chửi em cái gì mà chửi, gớm khổ. Em có làm cái gì đâu. Rồi, ok, chơi. Chơi. Not bad. Nè, not bad ha. Phát nữa. Are you trying to make me angry? Có ai muốn làm anh giận đâu nào. Rồi, ok. Tiếp tục đi. Lá này không phải là lá chống công rồi, mình không sợ. Anh lại úp một lá xuống. Rồi, trong hai lượt mình không được đánh đúng không? Rồi, vậy thì chơi luôn, huyết hoa của phong bạo. Không tiếc lá này các bạn, chơi luôn đi. Thằng ra của ảnh xuống mà ảnh xài luôn lá hồi sinh rồi. Mấy con này đều dạng 3 sao đều có thể bắn được. Rồi, ok, anh báo hoàn tài rồi. Rồi, ok. Hãy bắn đi, đừng ngại ngùng. Rồi, nhập vô đúng không? Rồi, thích chơi nhập thì nhập. Rồi, không sao, lượt sao bất quá thì mình mất 1350 thôi, mình còn nhiều máu hơn ảnh. Ảnh thì sắp hết rồi. Rồi, để coi có ảnh chơi cái gì. Ảnh quăng lá bài ra mình dở thủy độn lên liền. Úp xuống hả? Ảnh úp xuống thì mình phải chịu. Tứ tinh một tù bây giờ mình không cần. Rồi, ok, chuyện nhỏ. Ảnh tự cũng tự hại ảnh chút đó chứ. Chỉ có hai con này bắn được thôi, con chuột phải úp xuống tại con chuột phải không bắn được. À rồi, ok. Giá này kết thúc ở đây các bạn. Rút lấy cái gì lên thì cũng vậy thôi anh hết máu rồi anh. Rồi. Rồi xong, tự giải quyết. Bị sâu cắn chết nữa rồi. Ồ, oh, một con chim cánh cụt múa dây điện các bạn. Con cánh cụt này trông không hấp dẫn tí nào cả. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.